Hello anh em Phúc xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay em Phúc lại về một chiếc xe cho anh em sử dụng đây. Toyota Yaris sản xuất là 2016 nhé. Con này là phiên bản G nhé anh em nhé. Đấy, xe thì bình thường em nó toàn quay những chiếc xe đã dọn dẹp sạch sẽ cho anh em rồi xem, nhưng mà hôm nay đây em vừa mới mua được một chiếc xe tại nhà chủ thì đi qua phát em quay mộc luôn cho anh em, vì con xe này nó đẹp quá nên là không cần thiết phải dọn dẹp nhé. Đấy, quay mộc trực tiếp cho anh em xem để anh em chiêm ngưỡng cảm nhận xem là khi nó chưa dọn dẹp thì nó đẹp như thế nào nhé. Đấy, chiếc xe cũ đây, cho nên là chưa dọn dẹp cho nên là nó có một số những cái vết lỗi nhỏ. Đấy, ví dụ như đây, đây nó hơi xước xước nó móp nhé. Đấy, bây giờ bên đây, tay gương này nó có những cái xước nhỏ thôi, nhưng cái này là nó không thể tránh khỏi đối với chiếc xe cũ nhé. Đấy, còn về phần keo chỉ hay máy móc đấy, thì em bên em cam kết cho anh em nhé, xe không đâm đụng ngập nước nhé. Đấy, không máy móc nguyên bản, đấy, keo chỉ nguyên không. Đấy, phần nội thất đây cũng còn khá là đẹp nhé. Nội thất thì dòng Yaris này nó đã được bọc lại rồi. Đấy, cốp cũng khá là rộng đấy anh em ạ. Toyota này thì nó quá nổi tiếng về cái độ bền lành rồi, mà dòng Yaris này đi thì cũng cực kỳ là tiết kiệm xăng nhé. Đấy, có một cái biển cũng khá là dễ nhìn, 30K22890. Đấy, đèn điếc này còn rất là mới này. Đấy, cái chóa đèn của nó còn khá là đẹp, 2016. Anh em bác chủ bác cũng đã lên cho anh em một quả dàn lốp mới rồi đó. Nói chung là về con này thì dọn dẹp qua thôi là nó sẽ sạch đẹp. Các cửa kính thì đã dán phim chống nóng hết rồi nhá anh em nhá. Đấy, xe về cơ bản thì quá là đẹp luôn. Xe thì này là nhập nguyên chiếc từ Thái nhá. Đấy, vô lăng, màn hình zin theo xe, củ số. Con này thì chạy được hơn 8 vạn nha anh em nhá. Đấy, chạy hơn 8 vạn còn rất là đẹp. Anh em có thể chiêm ngưỡng này, máy móc này, ốc cabo này, vẫn còn zin nhá. Đấy, máy móc này vẫn còn rất là đẹp. Đấy, để chóa đèn này hầu như là đây, anh em có thể nhìn thấy sơn si của nó còn rất là đều màu nhé. Đấy, con này chỉ cần về bọn em spa lại một chút thôi, dọn dẹp đánh bóng qua một chút thôi là nó sẽ còn rất là mới. Đấy, xe thì còn đăng kiểm đến tận tháng 4 năm 2025 cơ. Đấy, cho nên là anh em yên tâm về mà sử dụng nhé. Xe anh chủ anh vừa mới đăng kiểm xong, rất cẩn thận phải đăng kiểm xong bắt đầu mới bán. Đấy, để trải nghiệm lái thử anh em có thể liên hệ với em theo số trên màn hình nhé, hoặc là có thể nhắn tin vào ZL số đấy cho em. Còn giá thì bên em đang chào bán là 455 triệu cho một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G sản xuất từ 2016. Vâng, xin cảm ơn anh em nhé.